Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 8 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong ngày và đêm qua 7 tháng 8 tại Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như Đồng Phú, Bình Phước đạt 103 mm. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp. Từ ngày 10, ngày 11, gió Tây Nam suy yếu về cường độ nên mưa cũng giảm dần, tập trung vào chiều tối. Ban ngày trời nắng nhiều hơn, đồng thời nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng chậm. Trở ra Bắc Bộ, sự suy yếu dần của giải mây dông đã khiến cho mưa ở các tỉnh thành thuộc khu vực giảm đi trong 2 ngày nay. Tuy nhiên, rải rác thì vẫn còn có những điểm xảy ra mưa dông mạnh, đặc biệt là tại Bắc Quang của Hà Giang, đêm qua đã đo được lượng mưa lên đến 138 mm. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, mưa tiếp tục giảm thêm trên khu vực Bắc Bộ, chỉ còn xảy ra nhiều vào lúc chiều tối, còn vùng đồng bằng và khu vực Trung Du thì mưa rào và dông chỉ xảy ra cục bộ. Ban ngày toàn miền trời nắng, nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều tăng lên mức 32 đến 34 độ, có nơi thì còn cao hơn, trời khá oi bức vào trưa chiều. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thì từ khoảng chiều tối và đêm 11, mưa dông xuất hiện ở các tỉnh ven biển thuộc khu vực Đông Bắc, sau đó thì sẽ lan dần sang các nơi khác thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ. Xuống đến miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa vẫn xảy ra rải rác vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trong khi đó, với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong đêm nay và ngày mai thì vẫn có mưa rào rải rác, sau đó mưa có xu hướng giảm, ban ngày trời nắng nhiều hơn, đồng thời nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 9 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức 30 đến 33 độ. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh vùng núi, riêng vùng ven biển thì khả năng có mưa rào và dông rải rác từ chiều tối 11. Gió nhẹ, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi nhiệt độ cao hơn. Với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 9, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Sang 2 ngày tiếp theo, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 9, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Sang ngày 10 và ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 31 đến 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên, ngày 9 mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 10 và ngày 11 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trưa chiều tại đây sẽ không vượt quá 31 độ. Với khu vực Nam Bộ, ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Sang 2 ngày tiếp theo, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 31 đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8. Vùng áp thấp này có khả năng sẽ mạnh thêm, bà con cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo của chúng tôi để chủ động các biện pháp phòng tránh. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động, tàu thuyền cần chú ý. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.